Vậy có gặp được chú cá không? Có. Vậy chú cá nó có phải là chú cần da không các bạn? Có. Biên thanh long. Nhưng mà biên thanh long được da gì? Da bụi. Một cái là da trắng tiết bạn nhờ. Da gì nữa ha? Da trường cá của biên thanh long. Da gì nữa? Do bụi. Trong thì cái câu còn lại đó là chăm sóc. Đúng không? Và vì em biết nhưng mà các bạn hôm nay mình sẽ không phải học về một cái khái. Mình tại vì một cái khái là một cái bệnh là cái bệnh của hệ thống năng lượng tiêu hóa và cái cơ chế của bệnh thì nó là có nhiều yếu tố chứ không phải là chỉ có bị ăn nhét không. Chúng ta không phải chỉ có một cái con vi trùng đó mà nó lên nha. Hôm nay thì mình sẽ học chúng ta cái bệnh lý nhiễm trùng đường da là do vi trùng gây nên. Tuy nhiên thì mình chỉ gặp chỉ học những cái nhiễm trùng nào mà thường gặp thôi, còn rất là những cái khác ví dụ như là viêm hay là sao á cũng có thể nhiễm tại da hay là da ha. Thế là không cũng là do vi trùng không đúng không? Những cái con khác đó mà không thường gặp thì các bạn hôm nay mình sẽ không đề cập đến nha. Và chủ yếu mình đề cập ở đây ngày hôm nay là những cái nhiễm trùng sẽ được gặp. Vậy em thấy là những cái nhiễm trùng này, em có biết là cái con vi trùng nào mà nó hay cư trú ở trên da không? Staphylo. Và gì đó? Staphylo. Đa số là những cái con gây như luôn á. Thì thường á, khi mà người ta gặp mình thấy là nhiễm trùng da thì cái kinh nghiệm khi mà người ta chưa có thấy, chưa có bạn hết á, người ta sẽ đánh về kinh nghiệm tức là những nhiễm trùng dương. Nó là dịch trong, một nước bóng nước dưới dịch trong. Sau đó những cái một nước bóng nước này nó bắt đầu nó hóa mũ.
nha. Sau khi má mổ xong thì nó bể ra và cái và nó sẽ để lại một cái mài màu vàng, em thấy không? Em thấy là này nè, đó. Thì cái đặc trưng của cái chốc này là cái mài vàng màu hồng. Em sẽ thấy rất là rõ. Giờ em gặp một cái thường là sẽ gặp một cái nhỏ. Em thấy một cái em bé là đó là bị ở cái bụng nó có nước ở vùng mũi này, vùng quanh miệng nè. Và sau khi bể xong nó ăn cái mài vàng vàng vàng, nó là chốc. Nha, nó là đặc trưng của chốc nha. Thank you.
lành, có rải rác những mảng tròn màu hồng nhạt và có chỗ có mài. Cô là một mũ nước, một mũ đặt trên nền da lành, có chỗ trên nền hồng lan đúng không? Cái chỗ nó những cái vết trợ trắng mài và chiếc cái lần này nè, em thấy cái này là lành. Giờ thấy là đúng chứng minh nó là không có thấy không có vảy cái vảy này em thấy nó có gì đặc biệt không? Vảy này nó khô màu trắng có gì không gì nó tập trung vào việc cái quan trọng. Em ơn em ngồi xuống đi. Bạn đã tự nhiên tên bạn chị nha. Cái này cái gì mà bạn mới nói cho mình nghe nha, đặc trưng của cái lớp bóng nước nha. Cái bóng nước, những cái bóng mũ trên nền hồng lan hoặc là không hồng lan gì đó, có chỗ nó trợ ra, có chỗ nó đóng lại nha. Tuy nhiên thì những cái chỗ mà nó đã trợ ra rồi á, mà nó khô đi, nó sẽ để lại những cái vảy. Bạn thấy là cái vảy này nó không giống những cái vảy khác, trên mặt cái lớp mài đó ha, và đóng lên nền da thường thì em sẽ thấy các bạn thấy vảy viền, người ta gọi là viền vảy chóc. Thì khi mà em thấy một cái da thường viền vảy chóc như vậy là em hoàn toàn có thể nghĩ là nó là do tụ cầu nha. Cho nên đây là cái đặc trưng để mà mình phân biệt cái chất bóng nước và những cái tổn thương bóng nước khác nha. Thì cái này là chỉ để phân biệt giữa hai cái thôi, giữa cái chất bóng nước và cái không, cái chất mà không có phải là bóng nước. Thì cái chất bóng nước với các cục sữa hóa sẽ là do tụ cầu tiếp tại hương mốt. Còn đây hiện nay nãy giờ mình sẽ những cái đặc điểm và quan trọng nãy giờ mình đã nói rồi nha. Thứ ba nữa là chất xét, nãy giờ mình đã nhìn qua được chất lây, chất bóng nước. Thì thực ra thì nó cũng là dựa trên tên gọi, dựa trên hình dạng mà người ta đặt tên cho tên gọi nha. Chốc mét thì chốc, nhưng mà nó là hình dạng cái vết tương tự như là cái vết ha. Nè, đây tụi em nha, một cái vết vết dài dày và nó nhô cao lên ha, và nó được bỏ vùng cẳng chân. Em sẽ thấy là có khá là nhiều những cái trường hợp như vậy, đặc biệt là những cái bé nhỏ hoặc là những cái trường hợp mà những cái người mà người ta kém. Em sẽ thấy là có những cái người mà người ta rải rải, có thể mới đầu chỉ là những cái vết, ví dụ như là mũi cắn chẳng hạn đúng không? Em thấy những cái bé nhỏ sẽ không bị mũi cắn ở dưới chân hoặc là cái con gì đó cắn, con trùng đốt chẳng hạn, mới đầu chỉ là những cái vết lòng bị nhỏ thôi nha. Sau khi đấy đó đào rải ra, có thể nhiễm trùng, có thể bội nhiễm thêm và nó trở thành một cái vết như vậy. Những cái vết mà đồ bột cả như vậy thì tức là lúc đó nó đã bội nhiễm thêm một cái con tụ cầu, là một cái con liên hồ quá. Lúc đó mình sẽ gọi là chốc vết. Thì đến đây mình mới thấy là không phải là cái nhiễm trùng da là nó cũng là nguyên phát đúng không? Không phải là lúc nào từ đầu cũng là do vi trùng nấm không, phải là đã ở trong đó. Có thể ban đầu đơn giản nó chỉ là một cái dạng thôi, một cái dạng không có do vi trùng gì hết ha. Và một khoảng thời gian sau nó bộ nhiễm thêm vi trùng và nó gây ra cái nhiễm trùng như vậy các bạn. Thế mà chị nói qua những cái này thì các bạn đừng có thể hiểu là đối với những cái trường hợp nhẹ mình sẽ có thể điều trị giống nhau, ví dụ mình sử dụng cái thuốc thai mà kháng tụ cầu. Thì những cái thuốc thai kháng tụ cầu bây giờ trên thị trường đó mình có, ví dụ như là thank you.
thuộc. Thì bên trong đó nó sẽ biểu hiện ra là những cái sống buồn ngủ. Tức là em sẽ thấy là nó tương tự như là một cái cá vậy đó ha. Nhưng mà cái đầu của nó sẽ là lòng buồn ngủ. Và cái tiếp theo là một chân cá thì nó sẽ thấy gì các bạn? Có cái mỏi. Có nhân bụng. Có nhân bụng. Nha, một chân cá nó sẽ có nhân bụng ha. Còn cái này nó sẽ không có nhân bụng. Nha, rồi. Cái này là phim nang lông hay là phim râu, người ta có một cái tên đặc biệt để gọi cho nó. Đặc biệt để gọi cho nó thôi. Thực ra mình không gọi cái tên này, mình gọi là cái nang lông cũng được. Tương tự thì phim nang lông nó cũng sẽ do, có thể là do tụ cầu, có thể là do tinh cầu, bạn có thể sử dụng lúc mà giai đoạn đó thì đã nhỏ đó thì các bạn sẽ sử dụng kháng sinh.
rồi thì các bạn sẽ thấy một cái bạn việc ở trong cái nhóm này á, tất nhiên là những cái chuyện sinh nhật cũng vậy rồi, thế nhưng mà trên một cái cơ địa sinh nhật miễn dịch, một cái người tiểu đường ha, là một cái người nhiễm HIV ở cái giai đoạn sinh nhật miễn dịch, một bất kỳ một cái người nào đó ở trong một cái tình trạng sinh nhật miễn dịch, ví dụ như em hay là một số người người ta ghét tuổi á, người ta sẽ dùng có thể như đó là nằm trong cái nhóm người mà suy giảm miễn dịch, thì những cái nhiễm trùng nha thì sẽ thấy là nó đặc biệt hơn, nó hay gặp hơn. Chỉ có một số người em sẽ thấy là gặp nhọn ở rất nhiều vị trí trên cơ thể ha, và nhọn trên tay đi thế là lúc đó em phải đặt ra một câu hỏi là cái người này thì đã có cái vấn đề gì về suy giảm miễn dịch hay không nha. Chỗ một cái bệnh nhân đến với em có thể thấy là bệnh nhân nó than với mình là bệnh nhân nó có bị nhọn thường xuyên
động lắm. Thế là tỉnh thiên nhiên có nghĩa là khi mà có một cái cách thiên nhiên xâm nhập vào trong cơ thể mình nó sẽ bằng cách nó chống lại rồi ha. Nhưng mà cái từ vi khuẩn nó không phải là do cơ thể mình tạo ra những cái khuẩn ha. Tiêu quần á là nó là một cái hình dạng thôi, em sẽ thấy là kiểu như là cái viêm khác á nó sẽ lan tỏa ra một cái viêm này á, nhưng mà trên cái da của một bệnh nhân á em sẽ thấy là nó sẽ tạo một cái bờ, tức là cái vùng viêm nó sẽ được giới hạn bởi một cái bờ rõ từ gồ lên ha, người ta gọi là tạm gọi là cái quần, chứ không phải là do cơ thể mình tạo ra một cái như vậy ha, mà cái này nó sẽ dùng cái này để phân biệt cái này cũng một cái bào và mình sắp thảo, tức là hai cái đều là cái tình trạng mà viêm ở sâu đó, nhưng mà viêm quần nó sẽ giới hạn hơn ha, và cái tổn thương đó nó sẽ tạo thành một cái bờ gồ mà nó